Rương con la bài lần vẹ mùi bận đám thật chậm kriên nô prea sô ri dạ tê vọ bọt trông công lơ vị miên cao phật lật phlêch đai chế rót prea tí nàng tâm đòi xe a chế nây mùi bọn trông bò prea tẹ sân phnom prea sô nê rụ riêng tàng ông pi tức bộ pia dê tra sông tàu tư tư vật chậm tàng chạy đi xây nây sô ri dạ chạc rô vã lúc đó còn nọt bọt prea ri chế rót chô prang trông Mahapapata, Rasmai Prasoriya, Kochrin, Chre, Cholkan, Santiya, Ritray, Nivalian, Nuk, Chikhang, Knat, Dopram, Kat, Kai, Kadat, Chnam, Cho, Chattvasak, Potasakaraj, Pipon, Bunroy, Chatsap, Prachan, Tevokbot, Jing, Lang, Kung, Lu, Vimin, Pra, Chia, Richarot, Prati, Nang, Bo, Chen, Mokwitu, Bopia, Chlok, Bunlu, Bo, Pra, từ sắp phan bồ sư thịa, bà chân trì hát đô chỉ miêng mơ một giang sọc nhìn nhầm. Chúc bố chông từ lơ đồng bồ kê hạt thàn mùi nực hàng lệch xa xài bảo đại chịp xào vơ nông ti rùm khai bác đồng bò. Ai kê hạt thàn nô chịp tê cha rõ cơ bương đồng bồ bì choan trình chàng các bà cà các đá xò xò mù nơ hào chiêng mên hữu rút chẩm lạc chơ thơ chỉ rụt rì hú lệp khai. Nơi khăn kram rụt nì kê chạ chi ạ xò mù thông thông thà xà rầy bụng chịp tè khmai bái bổ ràn đai nơi xè xò một xà mây ấy lớn nì. Khăn ông vừa lìa rìa tầy nụ, bốn lư rẽ xà mây nì đuông chàn trìa gồm bông chăng chá lô chôl mô tam chẳng lọc bằng uôi. Hào nhìn cho tờ chết bọ phạt phai chôl mô giang đồng phơi rồi là hào tờ xị là môn tờ chạ xùl. Nơi khẳng khăn ông kê hạ thàn nốt miên côn chủng kiêng bên cát mùi tròn phụ chú nâng chỉnh chàng các ba là môn tài chlốc bẩn lư. Ôi mơ mô khơi bỏ lọc cho riêng mà nẹ, miên riêng cài skeng skôn ất sạch chiêm miên tài sạch bay tận đọc chẳng. Đây sẽ đột đăng nìa còn ta là về bẩn tục, nơi các bài khang bỏ lọc cho riêng đi miên khâm mê bỏ cầm lọc mà nẹ. Mục mọt sọc bọ ở cuối trăm bổng ra thay ra xa chủng ngư rộ bọ bọ đọ chở rìa. Đào kệ đầy da rực bia sọc phôn sọc bọp sọc ngột sọc ngạt ất miên rì rì bẩn tịch sọc. Đào nẹ khom ọt ngủ ngùi. Trom chủng ngư rộ bọ bọ đọ chở rìa đài trớ chi ở bốc bọng cao tự bọc luôn ọt về lìa bay để trây mọc hời. Ai bỏ rõ đai miên chủng ngư chịp tổng ngôn của bông đê sẽ đột đăng nở lơ đồng nê nê chú mô chậm. Ở bộc, tai thẹp luôn tự chi chủng nây à ha nây rôk chả rìa. Dù dù quát đọ đồng hàm thông vên vên hai cột không bạc nê cả lê mơ tư bình bình tăng được vên bản tục đê. Rùi nê tăng cu rồi bỏ quát xùm lăng tư trong một khám mê cùng lọc mà nẹ đai lăng cuy nơi cơ bai kháng khuôn quát. Ai cùng lọc nô chú mô chảo chật, chỉ côn bẩn đô chật rồi bỏ quát hao chỉ nẹ tật tu bẩn to vùng tập cô rồi bỏ quát to tư ả nà cột phong, tư quát không nhìn nhầm. Tăng kìm cọng prăng nỉ dây đau sâu xùm lê nho nho tha chật. Côn miếng thay ở bục, dục dùm nà hơi, mình toàn tự đề tế rứ. Từ côn tự đề tử, ta châm tương bằng khom ở côn tự đề, krain ọt ngủ ngũi, tư chỉ trừ chạm. Chào chất cổ vi các bà đôi à cà rạ bạ đệ sạch, prôn tiền miên tực mục, bọc đôi chất ảnh nất ở sô bảy đà, tư bị dây chùm riêng từ bình thà. Khi nhóm bát mình toàn ngủ ngũi tên ở bục. Rồi hai chị lục ốc phúc mình toàn bị xa tháng năm dồn cùng lăng tệ đấng. Lục rù bếp bàn phát đâm khi nhóm ba thả xôm ở lục ốc phúc bị xa cùng khan. Tháng năm rực con, ta châm nị dây lưu tài khăn ông bổng bổng cỏ tùm nôn dùm ọ ở tháng năm lục. Rùa chị tháng năm quạt đẳng thả. Ất minh con bị xét ở vây bình tịch lòi, hao quạt nị dây thả, ào con ơi. Tháng năm này ở bốc ban hực một tràn lược hơi. Mình khơi miền côn bị xét ở vấy để ai chui bẩn thu bẩn thoi chùm ngư ỏi xa xa xót lời. Rột chùm bụng này ở bốc xa cho bạn thả. Chỉ rô bật chạm cài rẽ xa cổ slap, mình rẽ xa cổ slap. Rất ẩm na dự bỏ tháng năm khăn ông khả nạn đi. Mình bị xét chiên tự tuần lê tế côn.
chào chất mình toàn bàn tỏ tơ ở bục huynh sạp tài lịch bỏ rõ còn đa là dụ mà nẹ đa chôn mô nông bẩn tộp hào đặc cú đồng quy các ba khang nẹ chủ ngừ hào sủ thà mạch tớ tà ngày nì à cà rạ rô bàn thu bào khả tế ào bột thô ta châm loàn mọt lạng ca bàn lư lục rù bê xu khuôn đổi chân nọ hai quạt nỉ dây từ tiệt thả ao lục cừu ơi về liên đi nơi nhầm bạt sai sờ vang ngổ ngất ở hơi xôm ở tổ cho nhầm bạt mình đăng chỉ lục cừu ở cuối nơi trồng nà tê ai chào chặt ca bờ ban lư sầm đầy ở bốc nỉ dây tôi ta ai đổi chân nọ tất nơi có hi ho sạt đau chặt ảnh nát ở bốc bồn bề hai co sầm lăng mơ cừu bề nỉ dây ông vò co xôm ảo chui sọ trong sông cừu bảy đà ao miên chỉ vật tai cừu bệt đài toàn chấm niên khnông vị thi mơ chấm ngư co cờ vi ba đòi ở sầm khẩm sắp prap chất trợ chia trao chất thả chlo mình thoát vì dụng nỉ tê ta châm nỉ dây môi môi tang hot đồng họ bộ bồ mọt sleng slang nho chấm rọ không nỉ dây tiệt thả nhưng bà công mình miên chỉ vượt ở rụt nơi toàn tại bà khơi mình lưu bà đạt tật nông cực sài nề tiệt tề nhưng bà vô thả mình mên ca chùm lại khó thò mà đá tê lúc mà đàn nạ thò chia sự khí vẹ tỉnh toàn đây là một nụ xa tu tơ trâu tụ tùa dục nâng chìa viên ở phót của bà lời ai bình nhiên nâng riêng cai rồi bọc nhầm bà ất miên sẵn lo ở lại phần màn tê slap hơi trâu từ cao chỉ ở với có tam dạ thà cảm chọc hơi bài tư nỉ dây đại bằng cồn thà chặt cồn sầm lành mi ực bục cao ba ực bục ở ayu từ hơi chỉ vượt cồn mục chip sát sát ẩn đại ất bằng cồn chia bằng ai đôi chia sầm nạt đại ẩn đại không tuyển lê đội chân nọ ai chạy chặt u đam co nỉ dây ở vây mình ruồi xót miền tai tức nê hô sọ sạt ao mục chốc cà cho nợ chật chương ở bục chầm này khang cừu bê có nghĩa mục bài từ một uồi tơ tại tròn tức nê bàn ta chầm nỉ dây tèn họt thả nè chật côn sầm loài ở bục ca ba ở bục sạp tàu hai cho 300 bận đam ở bục tục cho thả thò mà chiết cực giang không lộn nỉ đai mà nụ lộ xong quả thả chỉ cả rung rương thay thả nụ cư chỉ cả tăng luôn pran ở bàn thay thân nô đọc đồng ai cả đại rù nư tạo giã nụ nẹ phong tình phun kê mình dục nệ mơ tê cả rù nư bài nỉ mình mê nôm ở bàn sọc sập bài tê bần tài bên nỉ con ơi ở bốc nâng prap nẹ ao thơ đội mặt đách tư ban xích đây chùm ràn nụ cùng bàn tê xôm ao kron tai ở lực đoan bột phí sật mùi bọt thả ạc ta hết ạc ta nào nìa thảo khluôn trơ tì bừng khluôn tai bẩn nọ ao rơi rồi chọt con ơi viện ni miền này thả lúc mình men tu miền dương ao cất tai phải giao tỏa khluôn ao tư chi mình nụ ạc ta tập hiệp nụ tê rứ lên ao bưng bẹt nẹt đợt tây rứ lên ao nẹt đợt tây bưng bẹt lược luôn vinh co tề đài một tập phía sật ni tu miền dương ao che không prang prang co sang chịu hiệp luôn ao ban chầm ran ao miền chầm hồ răng phăng đào vị chia sầm bạt côn sầm bạt sầm bạt tập hiệp trop sầm bạt nâng sọc tập hiệp tự dương ai rù nơi khăn sừng cung mà nụ bàn thầy thân nộ hào dương ai đo bàn nữ áp thạc bì giói rước cung bì giói đo sừng cung ai bàn chùm ra ơn lãng tiệt thòng cung đăng sạp hào thà mà nụ cạn mô khăn nông lúc này mình miên nẹ nà mùi ai rù nơi tay mà nẹ ai bàn tê cứ trơ miên ca bừng vẹt tẹo tôn khăn nê tử huynh tử mô chỉ nịch con trời xóa, hơi trời không bỏng vinh cả đàn này dịch cách rộng bọc luôn chấm phút, khuôn ai chấm phút sống công chấm phút chiếc sạch nà mà hạc sạch. Đại trì ở đông cất tệ rộng bọc bồ loạt chiếc dương, hơi chấm phút mà nụ chiếc tù tử, đại trì ở đông cất tệ này bạc phút tạch sạch nà. Ai cựu bệnh nị dây chết không khả nạn nụ thả, ta cũng áo sống không đọc hạc bệnh.
រោគរបស់តាដែលធ្ងន់ដូច្នោះក៏មិនទាន់ទៅជាអ្វីទេនៅមានសង្ឃឹមនិងសះជាឡើងវិញបានតាចំនិយាយផ្កើនឲ្យគ្រូពេទ្យសះជាឬលោកគ្រូគ្មានផ្លូវសះជាឡើយគ្មានផ្លូវជាសះឡើងវិញជាប្រកបមានតែផ្លូវស្លាប់មកក្នុងព្រឹកស្អែកឬយប់នេះឬឥឡូវនេះក្នុងពេលណាមួយជាមិនខានតាចំឈប់បង្អង់មួយស្របក់ហើយចាប់និយាយតទៅទៀតថាណែចិត្តកូនសំឡាញ់ឪពុកទីទាល់ក្រណាស់គ្មានគេមរតកបន្តិចបន្តួចបំរុងទុកឲ្យកូនឡើយដល់ឪពុកស្លាប់ទៅហើយមានតែសពនិងពាក្យបណ្ដាំទុកឲ្យកូនរីឯវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ឪពុកដែលនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខសេមក្សាន្តក្នុងលោកខាងមុខនោះលុះតែកូនប្រតិបត្តិតាមបណ្ដាំឪពុកទាំងប៉ុន្មានម៉ាត់នេះដែលជាបណ្ដាំចុងក្រោយបំផុតរបស់បិតាមួយទៀតវិជាដែលឪពុកទុកដាក់ឲ្យកូនរៀនសូត្រដល់រាតាល់តែប្រឡងជាប់ប្រកាសនីយបត្តិនោះទុកជាមរតកដ៏មានតម្លៃមួយអតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅឪពុកអស់បានជួបទំនុកបំរុងកូនតទៅទៀតហើយចៅចិត្តកាលបើស្ដាប់ពាក្យបណ្ដាំរបស់ឪពុកចប់សពគ្រប់ហើយក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកច្រោកច្រោកដោយមានចិត្តអាល័យនិងអាណិតឪពុកជាទីបំផុតហើយខំនិយាយទាំងខ្សឹបខ្សួលដល់ជំរាបឪពុកថាលោកឪពុកបណ្ដាំគ្រប់ម៉ាត់ខ្ញុំបាទនឹងកត់ត្រាចាំទុកក្នុងចិត្តខិតខំប្រតិបត្តិតាមបណ្ដាំគ្រប់ប្រការសូមលោកឪពុកកុំបីព្រួយបារម្ភឡើយខ្ញុំបាទបានជីវិតរស់នៅដរាបណានឹងខំតាំងខ្លួនប្រាណដកល់ដង្កើងវងត្រកូលឲ្យបានចម្រើនដរាបនោះតអំពីពេលនោះមកតាចំមានអាការៈដង្ហក់កាន់តែញឹកញាប់ខ្លាំងឡើងមានអាការៈក្រវល់ក្រវាយទំនោរស្លោឈាមហើយទន់ពាប់ទៅរាល់គ្រាមរណៈសង្គ្រាមកំពុងទន្ទ្រានចូលមកចិត្តអ្នកជំងឺគ្រប់ដង្ហើមទើបគាត់ខំប្រឹងនិយាយទៅរកគ្រូពេទ្យដែលមានមេត្តាចិត្តចំពោះខ្លួនដោយសូរសំឡេងខ្សាខ្សាជាទំនោរសេចក្តីថាទៀនប្រោះលោកគ្រូខ្ញុំបាទនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុង2ទៅ3នាទីនេះហើយសូមអរគុណនិងសូមជូនបន់លោកគ្រូដែលមានគុណលើខ្លួនខ្ញុំបាទជាអណែកដោយបានខំថែរក្សាទាំងបង្ខាថ្លៃថ្នាំជាច្រើនផងហើយមិនមានគិតថ្លៃរក្សានិងថ្លៃថ្នាំបន្តិចឡើយខ្ញុំបាទឥតមានអ្វីតបស្នងសងគុណលោកគ្រូទេអរព្រះគុណអើយត្រជាខ្ញុំបាទលែងឮហើយអរចិត្តកូនពុទ្ធោអរហន្តចៅចិត្តអោបឪពុកជាប់ហាក់ដូចជាមិនព្រមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់តាចំរត់ចេញពីរាងកាយទៅបានតែបើទុកជាចៅចិត្តខំប្រឹងទប់ទល់យ៉ាងណាក៏គង់តែមិនសម្រេចដោយបំណងព្រោះជាតិជ្រាវជាតិធិមរណៈកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាមរតករបស់សត្វលោកអត់មានសត្វណាមួយគេចបេះជៀសវាងឲ្យរួចផុតទៅបានឡើយអំបាលដូចយ៉ាងព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមិនក៏គង់តែព្រះអង្គចូលព្រះនិព្វានមិនខាននៅទីបំផុតនេះតាចំក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាចំណីអាហារនៃមច្ចុរាជគឺដាច់ខ្យល់ផុតដង្ហើមក្នុងដៃរបស់ចៅចិត្តជាកូនតាចំក៏ទទួលមរណភាពក្នុងខណៈដែលដួងច័ន្ទអស់ស្ដឹងគត់បាត់ពន្លឺរស្មីព្រមជាមួយគ្នាក្នុងគ្រានោះឯងកាលបានចាត់ចែងធ្វើបន់បូជាសពរួចស្រេចហើយទើបចៅចិត្តដឹងខ្លួនច្បាស់លាស់ថាអោខ្លួនអញអើយអន្តែកកណ្ដែងកណ្ដោចខ្លោចផ្សាតែម្នាក់ឯងបើងាករេទៅពឹងបងប្អូនញាតសាច់សាលហិតចិត្តខាងឯណាក៏គ្មានណាស់ហើយចោះត្រូវតែតស៊ូនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកគ្រប់យ៉ាងចោះធ្វើម្ដេចកើតមកជាប្រុសកំព្រាម្ដាយកំព្រាម្ដាយឪពុកសំដូជាប្រសាសលោកឪពុកផ្ដាំទុកថាចិត្តកូនតាបើអស់បន់ពីឪពុកហើយជីវិតរបស់អ្នកដូចសំណាប់ឈើដែលអណ្ដែតក្នុងកណ្ដាលទន្លេដូច្នោះចៅចិត្តក៏គិតឃើញថាពិភពលោកទាំងមូលនេះធំទូលាយស្រួលសប្បាយមែនសម្រាប់អ្នកដតីដតី
តែបែរទៅជាទីតូចចង្អៀតលំបាកពន់ពេកចំពោះខ្លួនដែលកំព្រាម្ដាយឪពុកនិងបងប្អូនញាតិសាលោកហិតនិងងាកមុខទៅជ្រោះកោននិងពឹងពាក់អ្នកឯណាក៏គេឥតត្រូវការសោះព្រោះមនុស្សទីទាល់ក្រលំបាកដូចនេះគេមិនត្រូវការសែបគប់រាប់រោគហើយទុកជាសំការគេធ្វើក៏ឥតមាននរណាជួយសង្គ្រោះរោគកាយងារឲ្យធ្វើបានឡើយអោខ្លួនអញអើយកើតមកក្នុងលោកនេះលំបាកអ្វីក៏លំបាកផ្លែជាងគេម្ល៉េះតែថាកើតមកជាអង្គបរោះហើយមិនត្រូវខ្លាចសេចក្តីទុក្ខព្រួយលំបាកទេតោងតែតស៊ូនឹងសេចក្តីទុក្ខព្រួយលំបាកអស់នេះឲ្យឃើញសរខ្មៅទៅចោះចៅចិត្តកំពុងតែឈោចិញ្ចឹងរំពឹងគិតរោគការធ្វើតែម្នាក់ឯងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់នៅចំហៀងខាងមុខផ្ទះក៏ងើបទៅមើលលើឃើញព្រះច័ន្ទអណ្ដែតត្រសែតនៅកណ្ដាលពពកជញ្ជាំងពន្លឺឆ្លុះសពទីបរិវេណមានខ្យល់បក់ផាត់មកយ៉ាងត្រជាក់ស្រេងឮសូរសំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌នៅវត្តព្រះពិភិធារាមយ៉ាងច្បាស់លាស់អណ្ដែតលឿនលយមកតាមបណ្ដោយខ្យល់លុះចាំងចិត្តបានឮសូរសាប្រសងសោធរនោះក៏ជាហេតុនាំផ្ដួចឲ្យនឹករលឹកដល់ឪពុកដែលទើបទទួលអនិច្ចកម្មទៅថ្មីថ្មីមិនដឹងបើនឹកងាករេបែរមុខទៅពឹងអ្នកណាអ្នកឯណាហើយក៏បែរមុខមើលទៅក្នុងបន្ទប់ឃើញមានចង្កៀងភ្លឺផ្លុងផ្លុងនៅទីនោះហើយដែលជាឪពុកធ្លាប់មូលឋានស្លឹកសង្កែពិសាជានិចតែឥឡូវនេះមានតែចៅចិត្តម្នាក់ឯងចៅចិត្តអណិតខ្លួនណាស់ទឹកនេត្រាក៏ហូរចេញសស្រាក់ដោយឥតដឹងខ្លួនខណៈនោះចៅចិត្តក៏លេចមើលទៅខាងមុខស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់សដើរចូលមកទើបចៅចិត្តក្រោកឡើងស្រែកសួរថានរណានោះគ្នាឯងទេចៅចិត្តឬអីនឹងបរោះនោះសួរមកវិញចៅចិត្តនឹកស្មានប្រហែលលោកគ្រូពេទ្យទើបស្រែកអញ្ជើញថាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូគ្រូពេទ្យក៏ឈានជើងឡើងជណ្ដើរទៅលើផ្ទះហើយដាក់គូតអង្គុយលើកៅអីតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសុខសប្បាយជាទេឬចៅចិត្តគ្រូពេទ្យសួរដោយមេត្រីចិត្តចៅចិត្តតបថាពៀនប្រុសចំណែកខាងរាងកាយសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែចំណែកចិត្តរោគកម្មជាទីបំផុតឥតសប្បាយមួយពេលឡើយតាំងអំពីលោកឪពុកអនិច្ចកម្មទៅវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំបាទនេះហាក់ដូចជាជាងងឹតឈឹងពុំដឹងអ្វីឡើយគ្រូពេទ្យងក់ក្បាលទំនោរជឿតាមសម្ដីចៅចិត្តទើបសួរថែមទៀតថាចុះសពថ្ងៃនេះបានធ្វើការនៅកន្លែងណាហើយឬនៅឡើយទេចៅចិត្តនិយាយតបដោយក្រៀមក្រំសោះក៏ក្រោះថាទៀនប្រុសនៅទីនេះខ្ញុំបាទរកការធ្វើមិនទាន់បានទេការងារគ្រប់ផ្នែកហាក់ដូចជាខ្ពស់ជាងចំណេះរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានខំរៀនសូត្រមកដូចជាច្រើនណាស់ហាក់ដូចគ្រាន់តែប្រើការបានត្រឹមតែមើលសម្បត្តិស្នាមបន្តិចបន្តួចមើលឈ្មោះហាងរៀនផ្សេងផ្សេងនិងមើលប្រូក្រាមតាមរោងកុនល្ខោនប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យនិយាយដោយសេចក្តីអាណិតយ៉ាងស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំក៏នឹកអសូរអ្នកច្រើនណាស់ដែរចឹងហើយនិយាយទូមានថាខ្លួនអ្នកជីកូនប្រុសត្រូវតតល់នឹងវិស័យលោកីទៅមុខទៀតច្រើនណាស់បងអង្គឲ្យខ្ញុំគិតពី3នាទីមើលក្រែងខ្ញុំគិតរោគអបាយជួយសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកឯងបានខ្លះចៅចិត្តនៅតែស្ងៀមគ្រូពេទ្យចិញ្ចឹងគិតមួយស្របកកញញឹមលាន់មាត់ចេញសម្ដីថាអ្នកឃើញហើយអ្នកឃើញហើយខ្ញុំមានឪពុកមានម្នាក់ជាអ្នកមាន70រស់មានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក្រាន់បើមើលទៅបើលោកជួយទរៈមុខជាអ្នកឯងបានការធ្វើមិនខានតែតោនឿយហត់បន្តិចមុនដំបូងចៅចិត្តញញឹមញញែមហើយជម្រាបទៅលោកគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំបានទទួលអត់ធន់សេចក្តីលំបាកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូមឲ្យមានតែការធ្វើនឹងគេចោះក្រាន់នឹងមានបានចិញ្ចឹមជីវិតកុំឲ្យមានពាក្យគេតែដៀលប៉ុណ្ណោះ
ទុកជីជីកដីលីសាយរែកពុនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានស្ម័គ្រធ្វើទាំងអស់លោកគ្រូពេទ្យមានទឹកមុខរីករាយដោយសេចក្តីពេញចិត្តហើយថាខ្ញុំគិតជានិច្ចថាអ្នកឯងជាកូនប្រុសអាចទទួលធ្វើការគ្រប់ចំពោះបានគំនិតអ្នកឯងគួរឲ្យសរសើរណាស់ប៉ុន្តែចៅចិត្តកាលដែលអ្នកឯងត្រូវធ្វើនោះមិនមែននៅក្នុងទីនេះទេគឺនៅឯស្រុកបបៃលិនឯណោះបបៃលិនឬទៀនប្រុសចៅចិត្តឆ្លើយផ្ទួនពាក្យបាត់ទឹកមុខញញឹមរីករាយមួយរំពេចហើយនិយាយត្អូញត្អែថាទៀនប្រុសគេថាស្រុកនោះចាញ់ណាស់មានតែពួកភូមិមាកូឡាទើបទ្រាំនៅទៅរកស៊ីក្នុងទីនោះបានខ្ញុំបាទនឹកក្រែងតែទ្រាំទ្រនឹងធាតុអាកាសទឹកដីនៅទីនោះមិនបានទេដឹងគ្រូពេទ្យទូមានថាអ្នកឯងនិយាយដូច្នេះក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅហើយឈឺចាញ់នៅទីនោះច្រើនធ្វេសប្រហែសមិនចេះរក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីជំងឺគ្រុនចាញ់ចោះចំណែកអ្នកឯងក៏បានរៀនសូត្រចេះក្បួនអនាម័យមកខ្លះក៏ល្មមនឹងការពារខ្លួនបានមួយវិញទៀតជំងឺគ្រុនចាញ់នេះមិនចំពោះតែជាតិយើងទេទុកជាជាតិណាក៏ដោយតែខ្វះវិធីការពាររោគតាមក្បួនអនាម័យហើយមុខជាឈឺចាប់ដូចគ្នាទាំងអស់គ្រូពេទ្យនិយាយទូមានចៅចិត្តឲ្យមានមានះក្លាហានឡើងហើយពោលតទៅទៀតថាឯឪពុកមាខ្ញុំនោះពីដើមបានធ្វើមន្ត្រីមួយហៅតាមបណ្ដាសថាលោករតនសម្បត្តិវេលានេះអាយុលោក50ប្លាយឆ្នាំហើយលោកមានអធ្យាស្រ័យល្អពួកកូឡាភូមានៅទីនោះរាប់អានលោកណាស់កាលពីទៅ3អាទិត្យមុននេះលោកមានសម្បត្តិមួយច្បាប់មកដល់ខ្ញុំសុំឲ្យរឹសរោបមនុស្សម្នាក់ទៅធ្វើការលោកចំពោះរូបអ្នកឯងមួយនេះខ្ញុំទុកចិត្តណាស់ត្បិតការជីកត្បូងនីមួយនីមួយគេត្រូវការតែមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់ចៅចិត្តនិយាយថាការនេះជាការថ្មោងថ្មីក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទគ្រូពេទ្យថាគ្រាន់បើជាងនៅទំនេរមិនទាន់មានការអ្វីធ្វើមែនទេបើព្រមទទួលខ្ញុំនឹងចាត់បញ្ជូនអ្នកឯងទៅវេលាឆាប់ៗនេះដោយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមទុកចិត្តថាអ្នកនឹងខិតខំធ្វើការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាទីពេញចិត្តរបស់គេពុំខានចៅចិត្តលើកដៃសំពះថ្លែងអំណរគុណដោយសេចក្តីគោរពចំពោះលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យក៏សរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ឲ្យចៅចិត្តហើយលាចុះដើរចេញពីផ្ទះនោះទៅ